Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy đối với 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ Đại Xả và 18 pháp Phật bất cộng vân vân, vô lượng vô biên công đức thù thắng, thì gọi là người hành giả tinh tấn như thật. Nếu có thể tu hành tinh tấn như thế mà chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trí nhất thiết tướng, đại trí diệu trí, thì không có việc ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đối với pháp sở đắc không thối lui không giảm, cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy vô sanh tánh của tất cả pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy sanh tánh của tất cả pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy sanh vô sanh tánh của tất cả pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có lấy tánh chẳng phải sanh chẳng phải vô sanh của tất cả các pháp để được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không? Phật dạy: Thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy thì làm sao các Đại Bồ Tát được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật? Phật dạy: Thiện hiện, ý ông thế nào? Ông thấy có pháp nào được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không, con không thấy pháp nào được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng không thấy pháp nào đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có người chứng, pháp được chứng, thời gian chứng, nơi chốn chứng và do đây chứng, vì tất cả đều bất khả đắc. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết thì các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp vô sở đắc không nghĩ ta có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, dùng pháp ấy đối với thời gian như vậy, nơi chốn như vậy, ta chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không còn có những phân biệt. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu lìa các sự phân biệt. Nếu có phân biệt thì chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa rất là sâu xa, có thấy khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt qua cảnh giới của suy nghĩ. Vì những sở chứng của bậc trí tuệ thông minh đối với sự phân biệt về các tướng thì hoàn toàn xa lìa. Nếu các hữu tình đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này thường thích nghe thọ trì đọc tụng, thông đạt hoàn toàn tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không xen tạp tâm và tâm sở khác, thì nên biết các loại hữu tình ấy nhất định thành tựu vô lượng căn lành, có thể ở trong đây hoàn tất việc ấy. Phật dạy trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, các loại hữu tình thường thích nghe thọ trì đọc tụng hoàn toàn thông suốt, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không xen tạp các tâm và tâm sở khác, thì nên biết các loại hữu tình như thế quyết định thành tựu vô lượng căn lành, cho đến ở trong đây sẽ hoàn tất việc ấy. Kiều Thi Ca, giả sử các loại hữu tình trong châu Nam Thiệm Bộ này cho đến 3.000 đại thiên thế giới